Kính chào mọi người. Hôm nay một chiều chủ nhật thật đẹp và ấm áp tại chùa Điều Ngự, Orange County ở quận Cam, thì chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm và tri ân công đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông lần thứ 710. Và sau đây Thảo sẽ dẫn mọi người đi vào hội trường của chùa Điều Ngự để gặp gỡ ban tổ chức và gặp gỡ những quan khách. Xin mời mọi người. Ở những anh nam mặc áo dài đen. Chúng tôi có các bạn sinh đến từ võ đường cổ truyền Việt Nam sẽ biểu diễn những tiết mục rất là hấp dẫn. Và đây là đội điệp tân nữ của chúng tôi với những ta áo dài trắng truyền thống rất là đẹp. Anh truyền ông thầy đồ của câu lạc bộ Trần Nhân Tông và là phụ trách ban tiếp tân của câu lạc bộ. Chúng ta cùng đi vào sân khấu. Và đây là một bức tranh vẽ tay về Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Anh MC của lễ tưởng niệm ngày hôm nay, anh Oscar. Oscar xin chào quý vị khán giả. Anh cho một vài ý về ngày hôm nay. Thực ra chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta không bao giờ quên cội nguồn của mình. Thực ra khi mà Oscar được mời để làm MC chương trình này, Oscar rất là hạnh phúc và lại mình được vinh hạnh là cũng tưởng niệm một cái lễ mà tất cả người dân chúng ta là bao nhiêu mấy trăm năm nay đều không bao quên. Và đặc biệt cái chương trình Oscar được tham gia trong một cái vở kịch của Hội Nghị Diên Hồng là trưng cầu dân ý của tất cả mọi người là nên chiến thắng hay không, nên có đánh giặc hay không. Cũng như... cùng gặp gỡ hai MC của lễ tưởng niệm ngày hôm nay là chị Thủy và chị Thanh Toàn. Kính chào quý vị. Hôm nay là nhân ngày tưởng niệm và suy tôn công đức ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, câu lạc bộ Trần Nhân Tông có tổ chức buổi lễ tưởng niệm và mời quý vị hãy đến với câu lạc bộ Trần Nhân Tông để chúng ta cùng sinh hoạt và làm những điều thú vị cho đời sống càng ngày càng phong phú theo lời dạy của ngài. Thực hành theo 10 điều thiện của Đức Ngài Trần Nhân Tông. Đây là lần đầu tiên Thanh Toàn tham gia trong một chương trình như vậy và Toàn rất là hân hạnh và cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi được là một thành viên tham gia trong cái chương trình ngày hôm nay để đem đến cho quý vị biết được tất cả những gì về Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, những gì Ngài đã làm, những gì Ngài đã thực hiện cho quê hương, cho đất nước. Đây là anh bất ngờ của Thảo. Bao nhiêu năm nay từ hồi Huế và nội nhớ và bây giờ là câu lạc bộ Trần Nhân Tông. Hello. Thì chúng tôi có mời võ đường cổ truyền Việt Nam đến để biểu diễn một số tiết mục võ. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là võ sư Nguyễn Đăng Khoa, là anh huấn luyện về võ đường, phụ trách về võ đường cổ truyền Việt Nam. Anh cho em một vài cái ý kiến phát biểu về cái lễ tưởng niệm Trần Nhân Tông ngày hôm nay. Thì trong cái tinh thần uống nước nhớ nguồn thì những người môn sinh võ Việt Nam luôn lúc nào cũng muốn noi gương tiền nhân. Đây là tượng trưng hình đào của tiết mục hoàn cảnh Hội Nghị Diên Hồng. Chào chào chú. Chú cho cháu một vài phát biểu về cái vở kịch của ngày hôm nay. Có cái vở kịch của ngày hôm nay nói lên tinh thần dân chủ của dân Việt Nam vào cái đời nhà Trần cách đây hơn 700 năm. Và nó có một cái những cái đặc biệt đó là nó nêu lên cái tinh thần coi như là bất khuất của người dân Việt. Diễn Mạnh Đôn đã đạo diễn cho cái vở kịch Hội Nghị Diên Hồng.